Minh Đường Tử Vi xin kính chào các bạn Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự cát tường Sau đây mời các bạn muốn xem Tử Vi 12 con giáp thứ sáu ngày mùng 5 tháng 2 năm 2021 Và theo âm lịch hôm nay là ngày 24 tháng 12 năm canh tí Ngày này là ngày giáp thân, tháng kỵ Sửu năm canh tí và ngày hôm nay là ngày hoàng đạo các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ giáp tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc thanh long giờ ất sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc minh đường giờ mậu thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc kim quỹ giờ kỷ tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc bạo quang giờ tân mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Ngọc Đường, giờ giáp tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Tư Mệnh. Giờ hắc đạo trong ngày gồm có giờ bính dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc thiên hình, giờ đinh mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc chu tước, giờ canh ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc bạch hổ, giờ nhâm thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc Thìn Lào, giờ Quý Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Nguyên Vũ, giờ Ất Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Câu Trần. Về ngũ hành, ngũ hành niên mệnh, tuyển trung thủy, ngày giáp thân tức chi khắc với can có nghĩa là kim khắc với mộc và ngày hôm nay là ngày hung. Về nạp âm, tuyển trung thủy, kỷ tuổi, mậu dần bính dần ngày thuộc hành thủy khác với hành hỏa đặc biệt là tuổi mậu tý nhâm thân mậu ngọ thuộc hành hỏa không sợ thủy ngày thân lục hợp với tỵ tam hợp với tý và thìn thành thủy cục xung với dần hình dần hình hợi hại hợi phá tỵ và tuyệt mão vài tuổi xung khác trong ngày tuổi mậu dần bính dần canh ngọ canh tí, tuổi xung trong tháng, tuổi đinh mùi, ất mùi. Về các sao tốt xấu trong ngày, trong ngày có các sao tốt như sao thiên quan, tốt mọi việc, sao nguyệt không, tốt cho việc sửa chữa nhà cửa, đặt giường, sao ngũ phú, tốt mọi việc, sao phúc sinh, tốt mọi việc, sao hoạt điệu, tốt nhưng gặp thủ tử thì xấu, sao mậu thương, tốt về cầu tài lộc, khai trương, mở kho sau đại hồng sa, tốt mọi việc. Và ngày hôm nay là ngày trực tinh, đại cát, tốt mọi việc, có thể giải được sao xấu, trừ sao, kim thần thất sát. Sao xấu trong ngày gồm có sao lôi công, xấu đối với xây dựng nhà cửa, sao thổ cẩm, kỵ về xây dựng nhà cửa, an táng. Về hướng xuất hành tốt trong ngày, hỷ thần, hướng đông bắc, tài thần, hướng Đông Nam. Sau đây, mời các bạn đón xem tử vi 12 con giáp thứ 6 ngày mùng 5 tháng 2 năm 2021. Mời các bạn cùng theo dõi. Đầu tiên, mời các bạn đón xem tử vi tuổi Tý thứ 6 ngày mùng 5 tháng 2 năm 2021 xem tử vi ngày thứ sáu này với bạn tuổi tý cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi tý trong ngày này đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp thân tí thìn phù trợ cho nên với bạn tuổi tý làm việc rất minh mẫn và sáng suốt bạn không ngại ngần khi đối diện với khó khăn và có khả năng đưa ra những quyết định đúng đắn đây chính là lý do bạn nhận được sự tin tưởng của tất cả mọi người những công việc của bạn thực hiện nhận được sự đánh giá cao của cấp trên và với bạn tuổi tí có thể đặt ra nhiều hy vọng hơn trong năm tới. Điều cần thiết bây giờ là hãy tiếp tục giữ vững tinh thần tích cực này chứ không nên quá mức kiêu ngạo dễ để xảy ra những lỗi lầm đáng tiếc càng may mắn hơn khi với bạn tuổi Tý trong ngày này lại đang gặp được ngày có kim sinh cho thủy Vượng. Cái điều này cho thấy với bạn tuổi Tý đang có được một gia đình rất chi là hòa thuận. Bạn và nữ kia luôn tin tưởng vào nhau và luôn cùng thảo luận mọi vấn đề trong nhà. Bạn mệnh quan niệm rằng vợ chồng thì phải đồng lòng với nhau vài tử vi tuổi giáp tý thuộc kim đưa ra những quyết định sáng suốt tử vi tuổi bính tý thuộc thủy nhận được sự tin tưởng của mọi người tử vi tuổi mậu tý thuộc hỏa được cấp trên đánh giá cao tử vi tuổi canh tý thuộc thổ vợ chồng đồng sức đồng lòng tử vi tuổi nhâm tý thuộc mộc có nhiều hy vọng trong tương lai và đánh giá của bạn tuổi tý trong ngày thứ sáu này sự nghiệp năm sao tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 3, số 7, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi thân, tuổi hợi, tuổi sửu. từ vi tuổi Sửu thứ sáu ngày mùng 5 tháng 2 năm 2021 xem tử vi ngày thứ sáu này với bạn tuổi Sửu cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi Sửu trong ngày này đang gặp được ngày cố chính ấn chiếu mệnh cho nên với bạn tuổi Sửu thể hiện được vị trí vai trò của mình trong công việc nhất là ai đang theo đuổi con đường công danh sự nghiệp bạn nhận được sự đánh giá cao của cấp trên và sự kính trọng của đồng nghiệp nữa tuy vậy với bà tuổi sửu bạn lại là người không ham danh lợi cho nên đôi khi quản chậm chạp không bắt kịp được so với xu hướng của thời đại và không đặt ra những mục tiêu cao xa hơn cho mình trong năm sắp tới với bà tuổi sửu bạn cần phải thay đổi để trở thành một con người mới may mắn là trong cái vận trình ngày thứ sáu này với bà tuổi sửu bạn cũng đang gặp được ngày có thổ sinh cho kim vượng cái điều này cho thấy về phương diện tình cảm của bạn tuổi Sửu trong ngày hôm nay lại có phần được tốt đẹp. Đối với những bạn đang còn độc thân thì dễ dàng tạo được ấn tượng tốt đẹp với những người khác phái. Bạn hãy thoải mái thể hiện bản thân mình để cho mọi người nhận ra sức hấp dẫn hấp dẫn của bạn. Bạn có thể sẽ gặp được người phù hợp vào chính ngày hôm nay nữa và tử vi tuổi ất sửu thuộc kim thể hiện được vị trí vai trò của mình trong công việc tử vi tuổi đinh sửu thuộc thủy nhận được sự tin tưởng của cấp trên và đồng nghiệp tử vi tuổi kỷ sửu thuộc hỏa không bắt kịp được so với xu hướng phát triển của thời đại tử vi tuổi tân sửu thuộc thổ nên đặt ra những mục tiêu cao xa hơn trong công việc tử vi tuổi quý sửu thuộc mộc dễ gây ấn tượng tốt với mọi người Vài đánh giá của bạn tuổi Sửu trong ngày thứ sáu này: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 1, số 9, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường màu nâu, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Sửu, tuổi Tỵ. từ vi tuổi dần thứ sáu ngày mùng 5 tháng 2 năm 2021 xem tử vi ngày thứ sáu này với bạn tuổi dần cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi dần trong ngày này đang gặp ngày có cục diện ngộ hành tứ hình xung dần thân thị hợi cho nên với bạn tuổi dần, bạn đang có điểm báo phải làm việc một ngày vô cùng là vất vả và gần như không nhận được sự trợ giúp của bất cứ ai. Cái điều này có thể khiến cho bạn cảm thấy bi quan và muốn bỏ cuộc nữa. Vì vậy, với bạn tuổi dần, một khi đã bắt tay vào công việc gì, không nên sao nhã, nghĩ tới những chuyện khác khiến cho bản thân mình dễ mắc phải những sai lầm đáng tiếc. Bạn hãy suy nghĩ tích cực hơn và tin rằng khó khăn chính là cơ hội để cho mình thể hiện bản thân mình. Tuy nhiên, trong cái vận trình ngày thứ sáu này với bạn tuổi dần lại đang gặp được ngày có thiên tài phù trợ. Cho nên, đối với những bạn làm ăn, kinh doanh buôn bán thì sẽ tìm kiếm được những cơ hội về đầu tư có triển vọng trong tương lai. Bạn hãy dùng sự nhạy biến của mình để đưa ra những quyết định chính xác nhất, tạo ra giá trị cho chính bản thân mình và người khác nữa vài tử vi tuổi giáp dần thuộc thủy làm việc vất vả mà không được sự trợ giúp tử vi tuổi bính dần thuộc hỏa không nên có những suy nghĩ bi quan tử vi tuổi mậu dần thuộc thổ không nên sao nhã khi giải quyết công việc tử vi tuổi canh dần thuộc mộc tìm được cơ hội đầu tư kinh doanh có triển vọng tử vi tuổi nhâm dần thuộc kim đưa ra những quyết định chính xác về đánh giá của bạn tuổi dần trong ngày thứ sáu này sự nghiệp 4 sao tài lộc 5 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 4 sao con số may mắn số 4 số 5 giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ màu sắc cát tường màu xanh lá cây màu xanh da trời quý nhân phù trợ tuổi Tý tuổi Tuất tuổi Hợi từ vi tuổi mão thứ sáu ngày mùng 5 tháng 2 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ sáu này với bà tuổi mão cho chúng ta thấy là vận trình của bà tuổi mão trong ngày này đang gặp được ngày có chính tài phù trợ. Cho nên với bà tuổi mão có thể được thừa hưởng một khối tài sản kha khá do những người đi trước để lại. Đây chính là thời điểm để cho bạn phát huy tiềm lực của bản thân mình. Vì vậy, trước khi bắt tay vào công việc bạn hãy lên kế hoạch cho rõ ràng. Và với ba tuổi mão, bạn là người luôn cần cù, chăm chỉ, cũng sẽ nhận được phần thưởng xứng đáng. Bạn có thể không giàu có một cách bất ngờ, nhưng tài sản của bạn lại được bền vững và tăng lên theo năm tháng. So với những người đồng trang lứa, bạn đã có một tài sản đáng kể. Tuy nhiên, trong cái vận trình ngày thứ sáu này với ba tuổi mão, lại đang gặp ngày có kim khắc với mộc cái điều này cho thấy về phương diện tình cảm của bạn trong ngày hôm nay lại không được tốt cho lắm. Cái mối quan hệ giữa bạn tuổi mão và người nhà không quá hòa hợp. Có lẽ đôi bên cần phải dành nhiều thời gian để trò chuyện với nhau hơn là cứ ai làm việc nấy như bây giờ. Như vậy thì quan hệ giữa mọi người sẽ càng lúc càng xa nhau. Vài tử vi tuổi Ất Mão thuộc Thủy được thừa hưởng tài sản từ những người đi trước để lại, tử vi tuổi Đinh Mão thuộc Hỏa đặt ra những mục tiêu kế hoạch rõ ràng, tử vi tuổi Kỷ Mão thuộc Thổ làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, cần cù, chăm chỉ, tử vi tuổi Tân Mão thuộc Mộc không quá hòa hợp với người thân trong gia đình, tử vi tuổi Quý Mão thuộc Kim dành nhiều thời gian hơn để nói chuyện với nửa kia. Vài đánh giá của bạn tuổi mạo trong ngày thứ sáu này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 4, số 7, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh rêu, màu ghi, quý nhân phù trợ, tuổi hợi, tuổi dần, tuổi mùi. từ vi tuổi thìn thứ sáu ngày mùng 5 tháng 2 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ sáu này với bạn tuổi thìn cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi thìn trong ngày này đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp thân tý thìn phù trợ. Cho nên với bạn tuổi thìn, bạn đang có báo hiệu công việc của bạn tiến trị tương đối là thuận lợi trong ngày hôm nay bạn chắc chắn sẽ gặt hái được những thành quả khả quan chỉ cần bạn luôn chú ý vào nhiệm vụ được phân công là được. Tuy nhiên, với bạn tuổi thìn, trong cách đối nhân sự thế, bạn đôi khi lại quá lạnh lùng, không muốn chia sẻ quan điểm, suy nghĩ của mình với bất cứ ai. Bạn hãy cưỡi mở với mọi người hơn, bởi trao đổi ý kiến cũng là cách hữu hiệu giúp cho bạn nhận ra thiếu sót và hoàn thành nhiệm vụ. Và xem tử vi ngày thứ sáu này với bạn tử thìn, ngày này lại là ngày không được tốt. Vì vậy, không nên tiến hành những công việc trọng đại. Nếu có công việc quan trọng cần phải thực hiện, thì bạn hãy lùi lại sang ngày khác thì được tốt hơn, có thể tránh được những bất trắc xảy ra. Ngày này với bạn tử thìn, cũng không nên xuất hành đi xa. Nếu như có công việc bắt buộc phải đi xa, thì bạn nên chọn những hướng tốt như là hỷ thần, hướng đông bắc và tài thần hướng Đông Nam sẽ giúp cho bạn có được nhiều may mắn. Vài tử vi tuổi Giáp Thìn thuộc họ công việc tiến triển thuận lợi, tử vi tuổi Bính Thìn thuộc thổ chú ý vào nhiệm vụ được phân công, tử vi tuổi Mậu Thìn thuộc mộc nên cởi mở hơn khi trao đổi với mọi người, tử vi tuổi Canh Thìn thuộc kim chú ý cách đối nhân xử thế, tử vi tuổi Nhâm Thìn thuộc thủy không nên thực hiện những nhiệm vụ công việc trọng đại về đánh giá của bạn tuổi thìn trong ngày thứ sáu này sự nghiệp 5 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 4 sao con số may mắn số 5 số 8 giờ tốt từ 23 giờ đến 1 giờ màu sắc cát tường màu vàng màu xám quý nhân phù trợ tuổi dần tuổi mão tuổi thân từ vi tuổi tỵ thứ sáu ngày mùng 5 tháng 2 năm 2021 xem tử vi ngày thứ sáu này với bà tuổi tỵ cho chúng ta thấy là với bà tuổi tỵ bạn là người rất thông minh nhanh trí và ngày này đang gặp được ngày có ngộ hành nhị hợp phù trợ cho nên với bạn tuổi tỵ bạn nhanh chóng nắm bắt được gốc rễ vấn đề đồng thời biết tiếp thu ý kiến đóng góp của mọi người khiến cho mọi việc với bạn dù có khó khăn cũng tiến triển một cách thuận lợi hơn. Và với bạn tuổi tỵ, bạn là người rất hăng hái giúp đỡ người khác. Tuy nhiên, không phải ai cũng nhớ đến những điều mà bạn đã làm. Do đó, một khi đã giúp đỡ ai thì bạn hãy giúp đỡ với tấm lòng vô tư, đừng có sô đo tính toán thiệt hơn để tránh những buồn bực không đáng có xảy ra với mình. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày thứ sáu này với bạn tuổi tỵ lại đang gặp ngày có họa khắc với kim. Cái điều này cho thấy về phương diện tình cảm của bạn trong ngày hôm nay lại không được như ý muốn. Cái mối quan hệ gia đình của bạn không được êm ấm. Vợ chồng có thể đang có sự chiến tranh lạnh vì những quan điểm bất đồng với nhau. Bạn hãy nhanh chóng giải quyết những khúc mắc đang còn tồn tại. Đừng có để tình cảm đôi bên càng ngày càng phai nhạt đi về tử vi tuổi ất tỵ thuộc họ đầu óc thông minh xử lý công việc được tốt tử vi tuổi đinh tỵ thuộc thổ dễ dàng tiếp thu ý kiến của người khác tử vi tuổi kỷ tỵ thuộc mộc công lao không được người khác ghi nhận tử vi tuổi tân tỵ thuộc kim không nên so đo tính toán quá nhiều tử vi tuổi quý tỵ thuộc thủy cần phải thảo luận để thống nhất quan điểm với nửa kia về đánh giá của bạn tuổi tỵ trong ngày thứ sáu này sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 4, số 5, giờ tốt từ 1 giờ đến 3 giờ, màu sắc cát tường, màu đỏ, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi Sửu, tuổi Ngọ, tuổi Mùi. từ vi tuổi ngọ thứ sáu ngày mùng 5 tháng 2 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ sáu này với bà tuổi ngọ cho chúng ta thấy là vận trình của bà tuổi ngọ trong ngày này lại đang gặp ngày có họa khác với kim cho nên với bà tuổi ngọ đang có điểm báo phải dành nhiều thời gian cho gia đình của mình hơn thay vì việc dành quá nhiều thời gian cho công việc như vậy bạn đang vô tình dồn hết trách nhiệm cho nửa kia của mình khiến cho người ấy cảm giác khó chịu và nhiều áp lực ngày này đối với những bạn đang còn trẻ tuổi có thể sẽ nảy sinh mâu thuẫn với cha mẹ hoặc là họ hàng của mình và trước khi đưa ra lời phản bác nào bạn mệnh hãy lắng nghe và tôn trọng ý kiến của những người đi trước bởi dù sao đi nữa mọi người cũng chỉ muốn tốt cho bạn mà thôi trong cái vận trình ngày thứ sáu này với bạn tuổi ngọ lại đang gặp được ngày có chính quan nâng đỡ cho nên với bạn tuổi ngọ đang có những biểu hiện tốt trong công việc nhận được sự đánh giá cao của cấp trên vấn đề cần phải làm bây giờ là làm sao để cân bằng tốt trong gia đình và công việc có như vậy thì bạn mới có được cuộc sống mỹ mãn Vài tử vi tuổi giáp ngọ thuộc kim cần phải dành nhiều thời gian hơn cho gia đình. Tử vi tuổi bính ngọ thuộc thủy không nên dồn hết trách nhiệm chăm lo nhà cửa cho nửa kia. Tử vi tuổi mậu ngọ thuộc hỏa có bước ngoặt lớn trong sự nghiệp. Tử vi tuổi canh ngọ thuộc thổ nảy sinh mâu thuẫn với người lớn tuổi. Tử vi tuổi nhâm ngọ thuộc mộc chú ý lắng nghe lời khuyên của những người đi kha đi trước. Về đánh giá của bản tử ngọ trong ngày thứ sáu này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 3, số 5, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cá tường màu tím, màu vàng cam, quý nhân phù trợ tuổi Tỵ, tuổi Mùi, tuổi Tuất. từ vi tuổi mùi thứ sáu ngày mùng 5 tháng 2 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ sáu này với bạn tuổi mùi cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi mùi trong ngày này đang gặp được ngày có chính ấn nâng đỡ. Cho nên với bạn tuổi mùi khẳng định được giá trị của bản thân mình dựa vào chính công sức của mình. Nếu như trước đây bạn chỉ là một người lặng lẽ thì đến nay mọi người sẽ phải đánh giá bằng con mắt khác xưa rồi. Tuy nhiên, trong ngày này, đối với những bạn làm ăn kinh doanh buôn bán thì ngày hôm nay lại không phải là ngày có nhiều biến động với bạn. Bạn mạnh nên biết nắm bắt cơ hội một cách nhanh chóng hơn, không nên chần chừ, do dự quá lâu để cho người khác chớp mất thời cơ với mình. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày thứ sáu này với bạn tuổi mùi lại đang gặp được ngày có thổ sinh cho kim vượng cái điều này cho thấy về phương diện tình cảm của bạn lại đang có được báo hiệu tốt đẹp. Bạn mệnh và người bạn đời của mình luôn có được sự thấu hiểu lẫn nhau mà không cần phải đôi bên nói thành lời rõ ràng. Có thể được như vậy là nhờ từ trước tới nay hai người luôn tâm sự và trao đổi ý kiến với nhau trong mọi chuyện gia đình vài tử vi tuổi ất mùi thuộc kim có chí khí luôn cố gắng phấn đấu tử vi tuổi đinh mùi thuộc thủy khẳng định được giá trị của bản thân mình tử vi tuổi kỷ mùi thuộc hỏa không gặp nhiều biến động trong công việc tử vi tuổi tân mùi thuộc thổ nên quyết đoán hơn nếu không muốn người khác cướp mất thời cơ tử vi tuổi quý mùi thuộc mộc vợ chồng có được sự tháo hiểu luôn trao đổi mọi công việc với nhau về đánh giá của bạn tuổi mùi trong ngày thứ sáu này sự nghiệp 5 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 5 sao con số may mắn số 1 số 8 giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ màu sắc cát tường màu vàng màu cà phê quý nhân phù trợ tuổi hợi tuổi mão tuổi ngọ Từ vi tuổi thân thứ sáu ngày mùng 5 tháng 2 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ sáu này với bạn tuổi thân đó, cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi thân trong ngày này đang gặp ngày có tỷ kim chiếu mệnh cho thấy với bạn tuổi thân luôn tập trung làm tốt công việc của bản thân mình nhưng lại dễ khiến cho người khác ganh ghét, đố kỵ và kéo vào những vụ tranh chấp không đáng có. Với bạn tuổi thân, bạn hãy hết sức bình tĩnh để giải quyết khó khăn bằng lý trí của mình. Bạn mệnh tuổi thân cũng nên mở rộng các mối quan hệ và không nên chỉ làm việc theo cảm hứng. Trong những trường hợp cần thiết, bạn cũng nên học cách phối hợp với mọi người. Điều này cũng khiến cho công việc của bạn tiến triển được thuận lợi hơn và ngày này với bạn tuổi thân cũng đang gặp được ngày có thổ sinh cho kim vượng, cho thấy cái mối quan hệ giữa bạn và những người khác giới đang tiến triển rất chi là tốt đẹp nếu như bạn đang quản độc thân bạn có thể cho những người tiếp cận mình một cơ hội biết đâu trong số những người đến với bạn lại có người tiền định của bạn thì sao vài tử vi tuổi giáp thân thuộc thủy bị kẻ tiểu nhân ganh ghét đố kỵ tìm cách để hãm hại tử vi tuổi bính thân thuộc hỏa giữ gìn bình tĩnh khi đối diện với khó khăn tử vi tuổi mậu thân thuộc thổ vướng vào những vụ tranh chấp không đáng có tử vi tuổi canh thân thuộc mộc chú ý hợp tác với mọi người nhiều hơn tử vi tuổi nhâm thân thuộc kim nên cởi mở hơn với mọi người vài đánh giá của bạn tử thân trong ngày thứ sáu này sự nghiệp ba sao tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 1, số 6, giờ tốt từ 23 giờ đến 1 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng kim, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi tí, tuổi thìn, tuổi giàu. Từ vi tuổi giàu thứ 6, ngày mùng 5 tháng 2 năm 2021 xem tử vi ngày thứ sáu này với bạn tuổi dậu cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi dậu trong ngày này đang có được báo hiệu bạn trải qua một ngày công việc tiến triển rất chi là thuận lợi nhờ có được sự nâng đỡ của ngộ hành tam hội cho bạn bạn mạnh tuổi dậu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao phó cùng với đó bạn cũng rất tự tin và không hề ngại ngần khi đối diện với những khó khăn thách thức May mắn hơn là trong cái vận trình ngày thứ sáu này với bạn tuổi dậu lại đang có cơ hội gặp được quý nhân trong ngày hôm nay. Bạn có thể tiếp thu được nhiều điều có giá trị từ người ấy giúp ích cho công việc của bạn về sau này. Do đó, đừng có ngại ngần lên tiếng nhờ sự giúp đỡ nếu như bạn đang gặp khó khăn. Và ngày này với bạn tuổi Dậu, nếu như có ý định xuất hành đi xa trong ngày hôm nay thì bạn mệnh nên chọn đúng những hướng tốt để công việc của mình thêm phần được thuận lợi hơn. Hướng tốt bao gồm hỷ thần, hướng đông bắc và tài thần, hướng đông nam. Về tử vi tuổi Ất Dậu thuộc Thủy, công việc tín trị thuận lợi, tử vi tuổi Đinh Dậu thuộc Hỏa không ngần ngại đối diện với khó khăn, thách thức, tử vi tuổi Kỷ Dậu thuộc thổ, có được cơ hội gặp được quý nhân, từ vi tuổi tân giàu, thuộc mộc, học hội kinh nghiệm từ những người đi trước, từ vi tuổi quý giàu, thuộc kim, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao phó. Về đánh giá của bà tử giàu trong ngày thứ sáu này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 3, số 5, giờ tốt, từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu bạch kim, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi Sửu, tuổi Thân, tuổi Tuất. Từ vi tuổi Tuất thứ sáu ngày mùng 5 tháng 2 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ sáu này với bà tuổi Tuất á, cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi tuất trong ngày này đang có được báo hiệu bạn là người rất tinh thông tay nghề sẽ nhận được sự đánh giá cao của mọi người bạn mạnh có thể vận dụng thành thạo những điều mà mình đã biết vào thực tế công việc đồng thời chỉ dẫn cho những người còn non trẻ hơn mình và với bà tuổi tuốt, nếu có ý tưởng sáng tạo gì, bạn mệnh không nên chần chừ mà hãy mạnh dạn thể hiện ngay. Đó có thể chính là cơ hội để cho bạn được thưởng hoặc là được thăng tín lên vị trí cao hơn. Những nhà lãnh đạo luôn rất thích những người như bạn. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày thứ sáu này với bà tuổi tuốt lại đang gặp được ngày có thổ sinh cho kim vượng. Cái điều này cho thấy với bà tuổi tuốt đang rất vượng vận về đào hoa. Nếu như bạn đang có đối tượng nào tiếp cận với bạn và bạn nhận thấy rằng đó là một người tốt, thì hãy cho đôi bên cơ hội để tìm hiểu nhau. Biết đâu, bạn cởi mở và chủ động hơn sẽ có một cái kết rất chỉ là hạnh phúc, viên mãn với bạn thì sao? Về tử vi tuổi giáp tuất thuộc họ tinh thông tay nghề được đánh giá cao, tử vi tuổi bính tuất thuộc thổ biết áp dụng những điều đã biết vào thực tế từ vi tuổi mậu tuất thuộc mộc có ý tưởng sáng tạo trong công việc từ vi tuổi canh tuất thuộc kim nhận được sự yêu mến của nhiều người từ vi tuổi nhâm tuất thuộc thủy có được cơ hội tiếp xúc với nhiều người vài đánh giá của bạn tuổi tuất trong ngày thứ sáu này sự nghiệp năm sao tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 2, số 3, giờ tốt từ 1 giờ đến 3 giờ, màu sắc cát tường, màu nâu, màu cà phê, quý nhân phù trợ, tuổi dần, tuổi ngọ, tuổi dậu. Từ vi tuổi hợi thứ sáu ngày mùng 5 tháng 2 năm 2021 xem tử vi ngày thứ sáu này với bạn tuổi hợi cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi hợi trong ngày này đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung cho nên với bạn tuổi hợi đang có điểm báo có họa từ trên trời rơi xuống làm cho bạn vướng phải nhiều chuyện phức tạp rắc rối trong ngày hôm nay tiểu nhân có thể xuất hiện nếm đá dấu tay khiến cho bạn vướng phải nhiều thị phi song với bạn tuổi hợi chớ có vội vàng, nóng nảy, mất bình tĩnh mà kéo lại sập bẫy của những kẻ này. Trong công việc, tâm tính của bạn tuổi hợi dễ bị kích động khiến cho bạn đưa ra những quyết định sai lầm. Và trước khi bắt tay vào một việc gì đó, nếu như bạn còn chưa chắc chắn thì không nên làm theo ý của mình mà nên tham khảo, thảo luận với những người đáng tin cậy trước. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày thứ sáu này với bà tuổi hợi, bạn lại đang gặp được ngày có kim sinh cho thủy vượng. Cái điều này cho thấy về phương diện tình cảm của bạn trong ngày hôm nay lại rất tốt đẹp. Nửa kia chính là chỗ dựa tinh thần rất vững vàng cho bạn. Nếu có điều gì khiến cho bạn khó xử, bạn hãy trò chuyện với người ấy. Bạn cũng biết, nửa kia luôn sẵn sàng lắng nghe và đưa ra cho bạn những lời khuyên rất hữu ích nữa. Vài tử vi tuổi ất hợi thuộc hỏa vướng vào nhiều chuyện phức tạp rắc rối. Tử vi tuổi đinh hợi thuộc thổ tiểu nhân mang lại cho bạn nhiều thị phi. Tử vi tuổi kỷ hợi thuộc mộc không nên nóng nảy mất bình tĩnh đưa ra những quyết định sai lầm. Tử vi tuổi tân hợi thuộc kim thảo luận với mọi người xung quanh trước khi đưa ra quyết định cuối cùng. Tử vi tuổi quý hợi thuộc thủy nửa kia là hậu phương vững chắc cho bạn. Về đánh giá của bạn tuổi hợi trong ngày thứ sáu này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 2, số 7, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh nước biển, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi tí, tuổi xỉu, tuổi mão. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip. Đừng tích like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào và gặp lại.